Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về vật phẩm số 24, War Mask. War Mask là những chiếc mặt nạ sân khấu có thể được tìm thấy ở nhiều level khác nhau, nhiều nhất trong những môi trường như sân khấu hoặc rạp hát của The Bike Room. Chúng có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm khi đeo và cần phải tránh xa bằng mọi giá. War Mask là những chiếc mặt nạ sân khấu thường được dán lên những bức tường ở các level nhất định. Nổi bật nhất là level 0, level 68, level 74 và level 177. Dù có nhiều hình dáng và kích thước, những chiếc mặt nạ này luôn vừa vặn với khuôn mặt của bất kỳ ai khi đeo nó. Thông thường thì những người lang thang sẽ thấy những chiếc mặt nạ này được gắn chặt vào những bức tường. Ta sẽ cần một số công cụ để tháo nó ra như xà beng. Một số thì có thể được tìm thấy trên sàn nhà hoặc nằm trên những chiếc ghế ở những level khác nhau. Và đồng thời, chúng cũng hiếm khi được gắn vào một xác chết của một kẻ lang thang. Và tùy thuộc vào suy nghĩ của một người lang thang, họ sẽ chỉ cảm thấy rằng bản thân đang bị thu hút hoặc rời xa dần một trong số những chiếc mặt nạ. Một người lang thang có thể cưỡng lại sự thu hút của những chiếc mặt nạ bằng cách uống almond water. Thế nhưng, một khi họ đã đeo nó lên, người đeo sẽ có ham muốn giết người và thậm chí là cả thực thể. War Mask có tổng cộng 3 loại mặt nạ. Đầu tiên là Outstanding Mask, bao gồm Columbina, Bolta và Pantalon. Thứ hai là Basic Mask, bao gồm Voto, Kitsune và Alekino. Cuối cùng là No Mask, bao gồm Buskin, Oni và Sock. Chúng ta sẽ cùng đến với loại đầu tiên. Mặt nạ Columbina là một trong những loại mặt nạ hấp dẫn thị giác bậc nhất. Những chiếc mặt nạ này được mô tả là rất trang nhã và sặc sỡ, thường che đi nửa khuôn mặt của người đeo. Những người đeo mặt nạ này sẽ vẫn đi thực hiện hành vi giết chóc, nhưng họ sẽ làm một cách rất lén lút và thường nhắm vào những cá nhân đang ở một mình. Họ thậm chí còn cố giấu xác của nạn nhân nếu nạn nhân là con người. Những người đeo mặt nạ Bolta sẽ trở nên hơi hung hăng và sẽ từ chối khi nói về vấn đề này khi được hỏi. Không giống như mặt nạ Columbina, những người đeo mặt nạ Bolta có xu hướng sử dụng vũ lực thẳng thừng để sát hại nạn nhân. Những người lang thang khi đeo chiếc mặt nạ này sẽ hành động một cách rất đáng ngờ, mặc dù họ rất cố gắng để tỏ ra bình thường. Những người đeo mặt nạ Pantalon sẽ nói ra một số thông tin về The Back Room nhằm xua đuổi những người lang thang ra khỏi họ, nhưng nó thường đi ngược lại với mong muốn vì nó quá đáng nghi. Khi được hỏi thì những người đeo mặt nạ này sẽ bị chứng hoang tưởng, lo âu và sẽ cố gắng lảng tránh cuộc trò chuyện. Nếu những kẻ đeo mặt nạ này bị theo dõi, họ sẽ cố gắng giết chết người theo dõi họ. Do đó, người ta thường để những người đeo mặt nạ Pantalon rời đi. Theo kết quả của các cuộc thí nghiệm do tổ chức MBG thực hiện, những người lang thang có đeo những chiếc mặt nạ nói trên dường như là tự nguyện để đeo thay vì đơn giản là bị ép buộc về thể chất hoặc tinh thần, mặc dù trên thực tế là họ có thể từ chối nó. Tại sao họ lại biết điều này? Điều này thật sai trái. Thí nghiệm được tiến hành bởi tổ chức MBG. Họ đang hy sinh mạng sống của những người lang thang vô tội để có được kiến thức. Tại sao cơ chứ? Tôi nghĩ rằng chúng ta đang cố gắng giảm thiểu thương vong nhiều nhất có thể cơ mà. Đó là những gì cô ấy nói với tôi. Đó là những gì Kathleen nói với tôi. Họ không cố gắng tìm hiểu những thông tin về những chiếc mặt nạ này. Không, họ đang sử dụng chúng để biết được bí mật của mọi người. Đây không phải là tổ chức mà tôi đã làm việc cho. Nó không thể thế được, phải không? Khi đeo mặt nạ Voto, những người lang thang sẽ có vẻ dối trá và đáng ngờ hơn. Đồng thời thì những người đeo nó cũng trở nên lén lút như những người đeo mặt nạ Columbina, nhưng họ sẽ không giấu xác nạn nhân khi thực hiện hành động giết chóc của họ. Khi đeo mặt nạ Kitsune, người đeo sẽ thường đi tán tỉnh và bắt chuyện với những người khác, nhưng lại rất kín tiếng khi được hỏi về điều gì đó liên quan đến cá nhân họ. Những người đeo mặt nạ Kitsune sẽ dụ nạn nhân của họ đến chỗ chết và nhanh chóng tiêu diệt họ. Mặt nạ Alekino, hay còn được gọi với cái tên khác là Harley Quinn. Những người đeo mặt nạ này sẽ cười khúc khích vào những thời điểm ngẫu nhiên, sẽ thường đưa ra những quyết định sai lầm và liên tục đưa ra nhiều lý do bào chữa cho hành động của họ. Cách giết người của họ cũng rất đặc biệt. Họ sẽ đi đến chỗ một người lang thang ngẫu nhiên, đang ở một mình và kể cho họ nghe một câu chuyện cười. Nếu nạn nhân không đáp ứng được sự hài lòng của người đeo mặt nạ Alekino, họ sẽ bị giết. Sau đây là một lưu ý nho nhỏ. Những kẻ lang thang vẫn có thể cởi bỏ những chiếc mặt nạ này ra. Thế nhưng, họ sẽ cần khá nhiều ý chí để chống lại ảnh hưởng của những chiếc mặt nạ đối với họ. Và giờ, chúng ta sẽ đến với loại cuối cùng của vật phẩm War Mask, đó chính là No Mask. Khi đeo mặt nạ Buskin, những người lang thang sẽ trở nên cáu kỉnh
thiếu kiên nhẫn và rất dễ phàn nàn. Những người đeo mặt nạ Buskin cũng sẽ bạo lực hơn một chút và thường giết nạn nhân một cách kém thanh nhã và chậm hơn so với những người đeo mặt nạ Columbina và Volto. Những chiếc mặt nạ này đại diện cho một con quỷ của Nhật Bản. Những người lang thang khi đeo nó không ngại nêu quan điểm của họ về một số thứ nhất định. Những người đeo mặt nạ Oni thường nhắm vào những người lang thang đã làm điều xấu nhiều hơn là những người làm điều tốt. Và một khi nạn nhân bị bắt, người đeo mặt nạ Oni sẽ vừa mắng chửi và giết chết nạn nhân. Mặt nạ Sock là một chiếc mặt nạ hoàn toàn ngược lại với mặt nạ Buskin, khi biểu cảm của mặt nạ Sock là một nụ cười chứ không phải một khuôn mặt buồn. Đây là mặt nạ nguy hiểm nhất. Nếu một người lang thang gặp phải một kẻ đeo mặt nạ Sock, họ sẽ phải tránh xa người đó bằng mọi giá. Những người khi đeo Sock Mask sẽ trở nên điên dại, bạo lực và cực kỳ hoang dã. Đồng thời thì họ cũng sẽ tỏ ra rất vui vẻ và giải trí khi làm tổn thương hoặc giết hại những người lang thang khác hoặc những thực thể khác. Nói theo một cách nôm na là họ có khoái cảm khi giết chóc và họ cũng sẽ cười điên loạn khi thực hiện hành vi bạo lực với những người khác. Mục tiêu của những kẻ này là bất kỳ kẻ lang thang nào không cười trong tầm nhìn, và cách họ giết chóc cũng khá là lộn xộn và phức tạp, kiểu như tra tấn ấy. Thật là kinh tởm. Làm thế nào mà họ có thể để điều này xảy ra nhiều như vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ ổn, rằng chúng tôi đã có những người khác, có vũ khí và chúng tôi sẽ ổn. Bây giờ họ đang sử dụng những chiếc mặt nạ này như là một cách để tăng con số này lên. Chúng tôi đã thấy những tên bệnh hoạn đeo mặt nạ này làm việc. Chúng đã giết chết chính người của chúng tôi. Họ thực sự không nhận ra rằng họ càng để điều này xảy ra thì sẽ càng có nhiều người chết. Sau đây, chúng ta sẽ đến với những phương pháp tự vệ trước những kẻ đeo War Mask. Có 3 cách để ngăn chặn các cuộc tấn công của những kẻ này. Nhưng lưu ý rằng các phương pháp này sẽ phụ thuộc vào sức mạnh thể chất, sự thận trọng và tỉnh táo của những người lang thang. Phương pháp đầu tiên là cố gắng thuyết phục người đeo mặt nạ tự cởi nó ra. Phương pháp này chỉ được khuyến khích dành cho những người đeo loại Outstanding Mask hoặc Basic Mask. Hãy lựa chọn lời nói của bạn một cách cẩn thận và lưu ý đến bất kỳ điều gì có thể khiến người đeo mặt nạ thất vọng. Nếu may mắn, họ sẽ cởi bỏ nó ra và tác dụng của mặt nạ sẽ biến mất. Đó là một lời nói dối. Đừng nghe họ. Hãy giết những kẻ đó. Họ đã nói điều tương tự với tôi. Họ cũng đã nói điều tương tự với em gái tôi. Họ đang nói dối. Phương pháp thứ hai là dùng chính sức mình để gỡ bỏ những chiếc mặt nạ khỏi người đeo. Đây có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, hãy thận trọng khi thực hiện điều này. Phương pháp này được khuyến khích với những người đeo loại Basic Mask hoặc No Mask. Có thể. Thật là một trò đùa. Họ nói với tôi rằng có thể thử phương pháp số 2 này với loại No Mask. Hãy nói điều đó với cánh tay trái của tôi ấy. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phương pháp số 3 và cũng là phương pháp cuối cùng. Đó chính là giết chết người đeo. Phương pháp này cũng được khuyến khích cho những người đeo loại No Mask. Sẽ có những lúc mà bạn không thể thuyết phục những người đeo mặt nạ. Đến lúc này thì hãy giết họ trước khi quá muộn. Dối trá. Các người đã nói rằng chúng tôi sẽ ổn. Tôi yêu quý các người. Tôi đã tin các người. Các người đã nói rằng những chiếc mặt nạ đó chỉ là tạm thời. Nhưng bây giờ, thứ sức mạnh chưa được khai thác của tôi giờ đã bị vạch trần. Các người thậm chí còn muốn tôi tiếp tục đeo nó vì lợi ích. Các người thật dối trá. Dối trá. Dối trá. Được rồi, mình biết rằng xuyên suốt video, chúng ta đã có được những thông điệp khá kỳ lạ của một ai đó. Dựa theo lời nhắn thì ta dễ dàng biết được người này làm việc cho tổ chức MEG và biết đến những thí nghiệm liên quan đến vật phẩm War Mask. Hoặc thậm chí, người nhân viên này đã tham gia vào thí nghiệm này. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Dựa vào toàn bộ manh mối thì mình có thể đưa ra một giả thuyết như sau. Tổ chức MEG đã thực hiện những thí nghiệm với vật phẩm War Mask, sử dụng những người vô tội làm vật chủ cho những chiếc mặt nạ chết chóc này. Từ đây, MEG sẽ có được thông tin và thu được lợi từ những chiếc mặt nạ này. Người nhân viên bí ẩn không rõ là nam hay nữ đã ghi những mẩu nốt này trong tài liệu của vật phẩm này, cũng là một người tham gia vào thí nghiệm. Người này bất bình với cách hoạt động của MEG khi tất cả những gì những kẻ đeo mặt nạ làm là giết chóc. Đồng thời thì người nhân viên trong câu chuyện cũng nhắc đến cái tên Caitlin, và mình đã có được một chút thông tin về nhân vật này. Caitlin hay Caitlin Rodriguez là một nhà nghiên cứu của tổ chức MEG. Mình đã cố tìm thêm thông tin về người này, rằng liệu nhà nghiên cứu này có liên quan mật thiết gì đến câu chuyện, nhưng cũng chẳng tìm thấy thông tin gì mấy.
Có lẽ nhà nghiên cứu này chỉ đơn giản là đã trấn an người nhân viên về thí nghiệm của tổ chức MEG. Đó là những gì mình biết, giờ thì chúng ta cùng trở lại với phần chính. Người nhân viên có vẻ cũng có một đứa em gái, cũng làm việc cho MEG. Họ được phổ biến những phương pháp để tự vệ khỏi những kẻ đeo mặt nạ. Nhưng có vẻ những phương pháp này không được hiệu quả cho lắm. Và nó đã gây ra những sự kiện, những hiệu ứng tiêu cực lên người nhân viên, khiến người này mất đi niềm tin vào tổ chức MEG. Chúng ta được biết rằng phương pháp số 2 là chúng ta có thể cố gắng tháo chiếc mặt nạ khỏi người đeo, và nó có thể được áp dụng cho những mặt nạ thuộc nhóm No Mask. Người nhân viên này có vẻ đã thử hoặc vô tình chạm trán với một kẻ đeo mặt nạ thuộc nhóm No Mask. Kết quả là cánh tay trái của người đó có vẻ đã bị thương. Màu ghi chú không nói rằng điều gì đã xảy ra. Thế nhưng, nếu nhẹ thì tay người nhân viên này bị thương, còn nếu nặng thì người này đã mất đi cả cánh tay trái. Đỉnh điểm khi tổ chức MEG cho người nhân viên này đeo một trong những chiếc mặt nạ và nói rằng đó chỉ là tạm thời. Nhưng đó là lời nói dối. Và người nhân viên đang dần mất đi chính mình chỉ để làm một con chuột bạch cho thí nghiệm này. Cuối cùng thì tổ chức lại muốn người nhân viên đó giữ chiếc mặt nạ vì lợi ích. Lợi ích của ai thì chúng ta đã rõ rồi đấy. Người nhân viên nghiễm nhiên trở thành một kẻ bị điều khiển, một con chuột bạch, một vật chủ của những chiếc mặt nạ. Và biết điều gì không? Ở phương pháp số 3 ấy, chúng ta được biết rằng phải thủ tiêu những kẻ đeo mặt nạ nếu không thuyết phục được họ. Theo mình nghĩ thì đó cũng chỉ là cái cớ để tổ chức MEG thủ tiêu đi những nhân chứng về cái thí nghiệm điên rồ này thôi. Và người nhân viên xấu số kia sẽ là người tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.